Giảm đi hẳn rất nhiều à, cho nên khi các bạn dịch tông á, tức là tăng hơi dê á, à, thì các bạn sẽ yên tâm hơn. Nghĩa là khi mà mình dịch tông trên cái hộp thì những cái chip xử lý của những cái đời khác á, nó bị rung đi, nó sẽ bị hơi bị rung đi. Đúng, hơi bị rung. Còn cái gần 1000 thì cái đời mới này thì nó sẽ khắc phục được những cái tình trạng rung đó, rung khắc phục được khá nhiều đó các bạn. Khá nhiều á, so với các hợp khác đâu, khá nhiều. Rồi, bây giờ mình sẽ demo thử cho các bạn nghe cái... Bây giờ đồng hành trước đi. Đồng hành trước, sau đó...